Đây là vỏ của cây nè. Mũ nó màu trắng. Thì mũ nó sẽ chạy xuống đây. Và nó sẽ ở đây khi cứ dày trở lên nó là 250, bự nữa là 300. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo. Thì theo tiếp tục cái hành trình gom gũi của mình, Bùi Hồ đang có mặt ở thành phố Tây Ninh để tìm về cái thị trấn Gò Dầu của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trên cái đoạn đường đi thì Bùi Hồ gặp đi xuyên ra một cái xuyên qua một cái gần cao su. Ở đây thì những cái cao su nó trồng, mọi người trồng thẳng tắp rất là đẹp. Và con đường này thì chúng ta thấy là gợp bóng mát đó. Lâu lắm rồi mới thấy được cái cảnh thơ mộng như thế này. Cô bác quý anh chị thấy nè, gần cao su nó thẳng tắp, người ta trồng với một cái số lượng rất là lớn. Và những cây cao su thì thẳng tắp như thế này đó, làm một video clip phải băng gần vượt suối cô bác quý anh chị. Mong cô bác quý anh chị ủng hộ kênh. Để hôm nay mình tìm về hoàn cảnh của em Hùng, người mà quê hương ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, lên thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu để mưu sinh hàng ngày. Dạ cô bác anh chị, thì Tây Ninh là một cái tỉnh mà thuộc vùng Đông Nam Bộ, nên cô bác anh chị sẽ thấy nơi đây toàn là nắng gió với lại là cao su thôi. Khi mà mình đi ra cái khu vực ở ngoài này nè, nắng nó rất là hanh và nóng. Và vô được cái đường mà nó băng qua cái khu rừng cao su á, thì nó mới cái không khí của mình nó mới dịu nhẹ lại. Đó, nơi đây là cái giống như là đất đỏ Bajan đó, rất là nóng, cảm giác rất là oi bức và khó chịu. Đây đoạn đường qua Gò Dầu không biết xa không nữa. Còn qua bên ở bên đó có người ta nuôi cái gì ở bên đó à? Ủa nuôi dê gì quá. Ở bên đây người ta để chữ cấm vào. Rất là nhiều con vật ở bên đó. Để làm một cái video clip thì cũng tương đối là vất vả của bác quý anh chị, để tìm về những cái mảnh đời khó khăn bất hạnh. Vô cái nơi này á, thì những cái cây cao su này nó ngã hai bên, nó ngã vào giống như là một cái thiên đường, ngã vào ở giữa cái con đường đó. Cái con đường này thì nhỏ nhỏ, nhìn nó rất là thơ mộng. Nhưng mà chiều Bùi Hồ nghĩ á, khi mà chiều đến á, thì khi mà đi cái con đường này thì cũng tương đối là nguy hiểm và có vẻ là ớn lạnh. Lâu lâu thì có một cái chiếc xe tải chạy qua như thế á, lâu cũng khoảng 4-5 phút rồi có chiếc xe tải nó chạy qua mặt của mình. Đây nè, bên đây là khu nguyên một cái khu vườn luôn. Bùi Hồ cố tình ghé để mà dừng lại đây, để mà cho cô bác anh chị, những người mà chưa biết về cái thân của cây cao su á, thì review cho cô bác anh chị xem. Đây là những cái đường mà người ta gạch nè, và đây là mũ của cây cao su đó. Mũ cây cao su chảy ra. Không biết đây đến cái giai đoạn thu hoạch của cây cao su chưa, nhưng mà cái đây nè, cái đường này nè, người ta gạch để người ta lấy mũ. Và người cái cây này, sau khi người ta gạch một cái đường dài, cái đường dài này nó khoảng 2 cm, nó sâu vô thì cũng vừa phải thôi, vừa tróc cái phần da của cây. Rồi sau đó người ta sẽ có một cái ống này, người ta sẽ hứng mũ, và ở dưới này người ta sẽ treo một cái gọi là giống như cái gì ta, cái đồ để hứng mũ á. Cái này nó làm bằng gốm. Cái này là nó làm bằng gốm nè. Và mình sẽ đêm về thì mình Bùi Hồ nghe nói là lấy vào buổi tối thôi, thì mũ nó sẽ chạy xuống đây. Và nó sẽ ở đây khi người ta gặp cái này vào buổi tối, và nó sẽ chạy xuống đây và người ta sẽ lấy. Ở dưới gốc cây này thì hiện nay còn rất là nhiều, mỗi một cây như thế thì còn có những cái đồ bằng này, bằng sứ. Đó, nguyên một cái vườn cao su rộng lớn như thế này nè, rất là vắng lặng cô bác anh chị.
Và đặc biệt mà để trồng được cây cao su á, thì ở đây đường ở đây á gọi là đường đất đỏ Ba Gian. Đó, đất ở đây là toàn đường đất đỏ Ba Gian, thì đất ở đây toàn bộ là đất đỏ nè. Đó, đây là một cái con đường mà chạy qua xuyên một cái khu rừng cao su để người ta tiện việc quản lý. Còn ở ngoài đường ở ngoài này á là đường để mà chúng ta có xe lớn có thể chạy được. Đó, một cái khu vườn. Đó, mỗi một cây cao su không biết như thế nào, người ta có đánh số như thế nào. Ở đây là đó. Cái số lúc nãy mà Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị là số 32. Ở đây là số 33 nè. Là một dãy như thế á, một dãy như thế là người ta sẽ đánh một số. Để coi đây là số 34. Dãy này là dãy số 34. 35, 36, 37. Đó, người ta sẽ vòng người ta sẽ đánh số theo dãy như thế, và đánh dãy số dãy đầu thôi. Ở trong này thì người ta không có đánh số trong này. Đó. Ở đây có những cái miếng màu xanh này là người ta dùng để dập lấy mũ á. Cái cây này thì Bùi Hồ nghĩ là người ta cũng lấy mũ rất là nhiều lần rồi, nên bây giờ đến giai đoạn này người ta không lấy nữa. Có những cái cây mà người ta, đây là vỏ của cây nè. Ở đằng đây thì có lá của cây cao su. Lá của cây cao su thì để Bùi Hồ lại đây cái coi. Nói chung là gừng cao su này nó cũng vắng đó. Đi quay về hoàn cảnh nhưng mà gặp thì nó cũng tò mò lắm. Đây lá của cây cao su nè. Lá nó xanh như thế này. Đây chắc là bông quá. Bùi Hồ nghĩ nó là bông của cây cao su. Cô bác anh chị, nãy Bùi Hồ đứng để mà gỡ cái cây đinh này ra, quậy chút xíu mà chứ ta không có la đâu. Bùi Hồ thấy nào mũ của cây cao su nó bắt đầu nó chảy ra. Mũ nó màu trắng. Và đặc biệt mũ khi nó khô lại thì mà người ta không thu hoạch hay là sao á, thì Bùi Hồ thấy nó ở dưới này phần này nè. Đây cũng là mũ cao su nha. Nhưng mà mũ này nó màu đen. Và đặc biệt rất là cứng. Đó. Nó bị đen lại. Ngộ quá. Trước giờ thì đây là lần đầu tiên mà trải nghiệm về cái cây cao su như thế này. Đó. Đó, quậy không biết người ta có la không. Dạ cô bác quý anh chị, trên quá trình đi thì Bùi Hồ cũng rất là tò mò gặp ông Hai chở một cái chiếc xe. Ông Hai ơi, ở đây là cái cây nhánh của cây cao su hay gì ông Hai? Nhánh cao su của rớt mình lượm. Dạ. Chặt cây ngã nguyên cây vậy á, em chặt á là em phạt 300 mấy. Dạ. Mình lượm dài mình bán. Lượm nhánh có dấu rải vậy nè, là bảo vệ không có rầy. Dạ. Cái dấu rải nè. Dạ. Với nhánh khô mục vậy được. Dạ. Cứ nào cái nào có dấu rải nó lại nó coi cái xe mình có dấu rải là nó cho đi. Mình lượm giờ mình bán hay sao? Lượm bán. Mình bán hay sao? Chất thước lên cứ vậy trở lên nó là 250, bự nữa là 300. Dạ. Ông Hai, con thấy mấy cây cao su ở trong này nè, nó màu đen hết trơn là nó đã thu hoạch xong hay sao ông Hai? Đâu có, cái này nó cạo rồi, chờ vài năm nữa nó mới thanh lý. Thanh lý là mình đốn bỏ, cưa những cái cây này bỏ. Cưa hết lóc vậy đó. Dạ. Người ta bán cho mấy người mua củi hay sao không? Thầu á. Dạ. Thầu nó mua về hãng nó cưa ra thành dáng. Dạ. Rồi này hoặc nó cưa ra cái hãng gỗ dưới này nè. Dạ. Của nhà nước. Dạ. Của công ty á. Rồi nó cưa ra chất đó nó đóng kệ đem đi. Lấy mũ là mình lấy khi nào hay không Hai? Khoảng bao lâu thì mình lấy mũ được? Cái này đổ mưa xuống á. Dạ. Là bắt đầu người ta mới cho cạo. Dạ. Bây giờ cạo rồi cây nắng nè nó rút mũ xuống rồi nó chết cây. Dạ. Rồi mưa bắt đầu cạo hoài. Cạo tới thay lá, rụng lá hết. Nó mới này nó mới ra lá lợi nè. Dạ. Cái hôm tháng 11 á là nó rụng hết rồi. Dạ. Qua tháng 12 là người ta ngưng. Dạ. Ngưng nay chắc bữa hai là nó vô nó làm máng làm kiền. Nó gắn chén. Dạ, bây giờ là người ta còn thu hoạch cái này được không? Không, còn cạo được nhưng mà người ta không có cạo. Dạ. Bị vì nắng người ta nghỉ Tết. Dạ. Nó nói là khoảng tháng 3 mình đó nghe. Là có mưa xuống là bắt đầu người ta mới cạo lại. Cạo hoài. Cạo chừng nào mà lá thay rụng hết nó nghỉ. Là một cây như thế là mình lấy mũ được bao nhiêu năm hay không Hai?
Tự nhiều năm lắm, hai mấy năm lận, hai mấy ba chục năm lận. Mình trồng là khoảng bao nhiêu năm thì nó sẽ cho mũ? Trồng nếu mà dưới đó, ngoài đó chích á. Dạ. Là nó trồng có 5 năm là nó cạo à. Dạ. Cạo mà cạo có một khúc vậy thôi. Khoảng 3 tấc, 2 tấc, cây nào bự 3 tấc, cây nào nhỏ 2 tấc. Dạ. Rồi đồng loạt hết, chừng nào lớn mới cạo giáp, dụng phanh ốc. Dạ. Nửa cây. Dạ. Thì nó qua nửa cây khác, nè nó cạo này, cạo sắp ấy rồi nè. Một cái này là của cá nhân, của tư nhân của ta không hay hả? Không phải, cái này của nhà nước à, công ty Gò Dầu. À, ở đây là nguyên cái khu vườn cao su này của nhà nước hết? À, nhà nước không. Dạ. Chứ tư nhân dễ gì con vô con lấy được nhánh củi, đâu có cho. Dạ. Ông hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi tí. Dạ, con thấy tay ông hai gung quá vậy. Hả? Ông hai sao tay ông hai bị gung quá nghe vậy? Con nói chú ơi, sợ con ngừng lại, con nói con bắt. Đâu có gì? Con ngừng lại con hỏi ông hai thôi. Thì ông hai 73. Hàng ngày ông hai là làm nghề gì? Hồi ở nhà mừng ruộng. Dạ. Này đi kiếm thêm, nghỉ mà sắp mừng lúa đó. Dạ. Cái sắp ăn rồi. Dạ. Cái mình đi kiếm thêm về uống cà phê, hút thuốc, ăn bánh mì, ăn hủ tiếu. Một bó như thế này là được bao nhiêu tiền ông hai? Này không, này chừng bao 40 rồi con ơi. Dạ, bao 40 ngàn hả? Ờ. Cái này khoảng một thước nó tới 200 mấy, mà chắc một thước dày cao lên. Dạ. Về này qua anh thước. Dạ. Là được có 200 mấy hả? Ủa con thấy ông hai đi đâu mà cái áo của ông hai là dính những cái bông này? Trong lô nè, đi luồn luồn trộm ba cái cỏ đó đó. Dạ. Cỏ đỏ đỏ đó. Dạ. Con khum xuống là nó dính, áo thun là nó dính, còn áo vải á. Dạ. Không có dính. Ông hai đi lấy từ mấy giờ đến mấy giờ? 5 giờ sáng bắt đầu đi là làm chuyến về rồi nghỉ cái lấy bọc cà phê. Dạ. Mua bọc cà phê đi vô. Ôi vô xin. Làm nãy giờ, giờ về. Dạ. Này còn hơi ít thôi, chạy về luôn trưa. Nhà ông hai gần đây không? Ở chỗ ra xã này quẹo xuống chút có tới ra xăng bự đó. Chạy xuống chừng khoảng hàng ngày ông hai thường đi lấy cây này lắm hả? Ờ đi tới gần tới còn sắt rộng lận á. Là khoảng bao nhiêu km ông hai? Bao nhiêu cây số? Trong đó đây tới đó còn mười mấy cây số. Mười mấy cây? Ờ. Chạy chiếc xe đạp này đây. Xe đạp. Rồi. Ông hai ơi con hỏi gì nè. Tại vì cái đường này nó vắng quá. Mà ở trong cái khu rừng nó rộng lớn như thế này. Rồi ông hai nó có cảm thấy sợ gì không? Không, đi từ nào giờ cũng quen rồi. Coi như tới lúc nó cạo á, là dân ngủ toàn là gặp dòng họ không. Nó dạ. Kêu mình, nó chỉ củi cho mình lấy mau lắm. Còn lúc này nó nghỉ ăn Tết nè. Dạ. Rồi chưa có đổ mưa, chưa có cạo. Vài bữa nữa nó vô nó làm kiền, làm máng, làm chén. Nó gặp củi nó kêu mình lại lấy chích về à. À, vậy là mình cạo trước rồi sau đó là mình mới làm kiền với lại làm chén. Đó. Kiền mà máng chén rồi tao gắn rồi tao mới bắt đầu cạo. Dạ rồi cho mũ nó chạy xuống theo cái đường dẫn. Giờ chén nó còn bỏ gốc cây á. Dạ. Gốc cây nào cũng có một cái mà vài bữa gần mưa cái đi gom chén chất đống. Dạ. Chất đống cái nó ấy thuốc cái nó ủ cái nó chùi cho sạch như chén mới. Dạ. Rồi nó mới đi đóng máng lại rồi cột dây cột kiền. Ồ. Cực lắm. Dạ. Ông hai con lấy có những cái cây nó lấy rất là cao á. Ừ. À, rồi. Dạ. Cái phải lấy cái dao cao. Dạ. Là người ta bắt thang lên hay sao ông hai? Đứng ở dưới người ta thục. Đứng dưới ta thục lên. Ừ. Cái dao cao lắm, cái dao bằng móc luôn. À. Người ta thường cạo là lúc mấy giờ hay ông hai? À, nó 4 giờ sáng là nó vô điểm danh. Dạ. Mà gần Tết á thì 1-2 giờ phiên nó đi rồi cạo. Dạ. À. Dạ. Tới hừng sáng nó trút à. Dạ. Còn lúc như vậy mai mốt nó vô cạo là 9 giờ mới trút. Dạ. Là 4 giờ sáng vô điểm danh, 5 giờ cạo. Dạ. Cạo đèn. 5 giờ rồi cạo đèn. À, cạo bằng đèn. Dạ. Cái đèn mang đầu á. Rồi lâu không nó mới cho ra được một chén cao su không hay? Nó chén ngủ theo cây, ví dụ cây mà nó còn ngủ nhiều á. Dạ. Thì tới đó một chút có khi chén mấy chén. Cây nào mà hết mũ á thì chén với không đầy chén. Dạ. Nó. Ồ, con cảm ơn ông hai đã chia sẻ cái rất là quý báu để cho con biết. Con cảm ơn ông hai rất là nhiều, chúc ông hai sức khỏe luôn. Yeah. Rồi, nãy cô bác anh chị thấy nè, ông hai chiếc xe cồng kềnh chạy 10 mấy km đó. Quãng đường rất là xe vô gần cao su để mà lượm từng cái cây như thế này. Rồi ông mới đem về chất thành đống rồi sau đó đúng cái lượng củi theo cái thước đo của nó, rồi sau đó ông mới bán.
Mà ông đường đây đến nhà ông còn xa không? Dạ sắp tới rồi, đây ra đường cái quẹo xuống chính. Rồi con cảm ơn ông hai rất là nhiều. Chúc ông hai sức khỏe, chào ông hai nghe. Rồi cảm ơn con ha, con đi làm bận sự ha. Dạ.